Nổ kinh hoàng, Kamala Harris bị lộ điểm yếu chí mạng khiến đảng Dân Chủ hoảng loạn tột cùng. Quý khán thính giả thân mến, sau 2 tháng trước khi ông Biden chấp nhận rút lui khỏi cuộc tranh cử, nhưng lại cho bà Kamala Harris tiếp tục cuộc đua, đảng Dân Chủ cho rằng việc thay ngựa giữa dòng của họ là một việc làm đúng người, đúng việc. Họ đặt hết tin tưởng vào bà Harris. Thậm chí một tháng trước đây, họ vẫn còn cảm thấy lạc quan về chiến vọng đánh bại Tổng thống Donald Trump của bà Harris. Họ đã tung ra chiến dịch nổ kinh hoàng khi cho truyền thông giao trả, chắc chắn có tin tốt cho Đảng dân chủ trên nhiều mặt trận trong những ngày gần đây. Đầu tiên, nhờ phép tạo thị trường kinh tế, để bà Harris được hưởng lợi trên mặt trận này sau khi họ liên tục lái đò tin tức. Chủ tịch Jerome Powell đã tung số liệu báo cáo việc làm mạnh mẽ vào tuần trước. Ngoài ra, lạm phát vốn là nguồn lo lắng chính của Đảng dân chủ cũng đã chậm lại sau khi cục dự trữ liên bang hạ lãi suất. Thế nhưng Harris lại đang thực sự gặp bế tắc từ một cuộc đình công tại 36 hải cảng của miền Đông và Vịnh Mễ Tây Cơ đe dọa cản trở nền kinh tế đã bị đình chỉ cho tới tháng Giêng năm 2025. Truyền thông sau đó đã nhanh chóng đẩy thuyền cho thất bại này lên đầu Joe Biden. Một loạt các cuộc thăm dò mới của đám truyền thông cánh tả cho thấy bà Harris đang dẫn đầu. Ví dụ, một cuộc thăm dò của New York Times vào hôm thứ Ba cho thấy Harris dẫn trước Tổng thống Trump trên toàn quốc với 49% sự ủng hộ cho bà Harris so với 46% cho Tổng thống Donald Trump trong một cuộc đối đầu trực tiếp của những cử tri có tiềm năng bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11. Một cuộc khảo sát của CNN cũng cho thấy bà Harris có lợi thế 3 điểm 46% cho bà so với 43% cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn hơn 3 tuần lễ nữa là đến ngày tổng tuyển cử, họ ngày càng lo lắng về một số vấn đề đang gây khó khăn cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân Chủ của họ. Vào hôm thứ Ba, một số đảng viên đảng Dân Chủ đã thất vọng và phàn nàn về cuộc phỏng vấn của bà Harris trên chương trình 60 Minutes của kênh CBS là quá tệ hại. Ngay cả khi kênh truyền hình đã cắt xén và sửa chữa lại bản gốc, làm cho nó có vẻ mạch lạc hơn. Nhưng không phải chỉ riêng cuộc phỏng vấn đó mà họ lo ngại về mọi thứ. Từ số liệu thăm dò trong cuộc đua đến thông điệp của bà Harris và thậm chí là cả vị thế đối với cử tri của bà đối với nam giới. Không chỉ riêng đàn ông da trắng mà cả đàn ông da đen và gốc Tây Ban Nha. Một số điều này có lẽ chỉ là sự lo lắng thông thường của đảng Dân Chủ trước những gì có vẻ như là thường xảy ra trong một cuộc bầu cử tổng thống có tỷ lệ ủng hộ xí sao nhất trong lịch sử. Dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng khiến đảng Dân Chủ lo lắng. Chiến lược gia của đảng Dân Chủ, ông Jamal Simons, người từng là giám đốc truyền thông của bà Harris cho đến năm ngoái cho biết mọi thứ đều bí tắc và thành phần của cử tri là không thể biết được và có rất nhiều điều chưa từng có. Chúng ta không thể nhìn lại với bất cứ mức độ an toàn nào vì chúng ta chưa có một phụ nữ Hoa Kỳ gốc Phi nào trong danh sách. Chúng ta chưa có một cựu tổng thống nào tái tranh cử. Chúng ta chưa có một chiến dịch nào có hai lần bị ám sát. Chúng ta chưa từng thay đổi ứng cử viên hai tháng trước ngày bầu cử trước đây. Vì vậy, thật khó để biết. Nếu bạn không lo lắng, nghĩa là bạn không quan tâm. Một chiến lược gia khác của đảng Dân Chủ, ông Anthony Coley, người từng phục vụ trong chính quyền Joe Biden, thừa nhận sự lo lắng nêu lên số liệu thăm dò trì trệ trong những tuần sau đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ. Khi đảng Dân Chủ so sánh giữa chiến dịch của bà Harris và chiến dịch của ông Obama năm 2008. Giờ đây, khi cơn sốt dường như đã qua, mọi người đã nhận ra điều mà bà Kamala Harris đã nói ngay từ đầu, đó là bà ấy là kẻ yếu thế. Đây sẽ là một cuộc chiến, những con số này thật ngoan cố. Giờ đây, các cuộc thăm dò ở các tiểu bang chiến trường lại xích sao hơn. Điểm trung bình thăm dò của Hill Decision Desk HQ cho các tiểu bang dao động cho thấy không ai dẫn trước ai dù chỉ 1% điểm trong 7 tiểu bang dao động quan trọng của quốc gia. Đảng Dân Chủ là những người đầu tiên thừa nhận rằng họ đã luôn luôn ở trong tình trạng sợ hãi kể từ khi có cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, khi Tổng thống Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton trong một chiến thắng đầy bất ngờ. Kể từ đó, họ đã thề sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản Tổng thống Donald Trump trở lại phòng bầu dục. Đó cũng là một lý do chính khiến cho ông Biden bị gây sức ép để ra đi vào tháng 7, nhường chỗ lại cho bà Harris. Chúng tôi là đảng viên đảng Dân Chủ, chúng tôi rất lo lắng về mặt chuyên môn, chiến lược gia của đảng Dân Chủ Tim Hogan cho biết. Tuy nhiên, ông Hogan cho biết chiến dịch tranh cử đã tìm được chỗ đứng vững chắc trong việc tổ chức, gây quỹ và truyền tải thông điệp. Có sự tự tin, nhưng nó được cân nhắc vì rủi ro rất cao. Ông Hogan nói thêm, trong 4 tuần tới, mục tiêu là truyền năng lượng đó theo những cách hiệu quả khiến mọi người ra tận cửa và gọi điện thoại để đi bỏ phiếu. Khi được hỏi về tình hình cuộc đua, một nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ đã gọi đó là trò chơi lật đồng xu. Tôi cảm thấy khỏe hơn tuần trước, nhưng vẫn không thấy tuyệt vời lắm, nhà tài trợ cho biết. Tôi cảm thấy hụt hẫn. Nhà tài trợ cho rằng cảm giác này là một số lý do, nhưng chủ yếu chỉ ra một sai sót lớn. Thông điệp kinh tế của bà Harris không được cử tri đón nhận. Và nền kinh tế là vấn đề số 1, 2, 3, 4 và 5. Nhà tài trợ cho biết trong nhiều tuần lễ, bà Harris đã bị Đảng Cộng hòa chỉ trích vì không trả lời phỏng vấn. Một cuộc tấn công đã trở thành một phần trong các chủ đề thảo luận của tổng thống Donald Trump tại các cuộc vận động tranh cử của ông và trong các cuộc gặp gỡ riêng của ông với giới truyền thông bảo thủ. Nhưng trong những ngày gần đây, bà Harris đã thay đổi chiến lược. Bà bắt đầu các cuộc tấn công bằng truyền thông. Trong tuần này, sau khi một thời gian dài bà xa lánh các nhà báo, những người dẫn chương trình trò chuyện trên các kênh truyền hình và những người đàm luận podcast kể từ khi trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Bà Harris đã xuất hiện trên chương trình 60 Minutes của kênh CBS, chương trình của Howard Stern trên Sirius XM, Late Night with Stephen Colbert và thậm chí cả chương trình podcast dành cho phụ nữ nổi tiếng Call Her Daddy. Tuần trước, bà Harris đã xuất hiện trên All The Smoke, một chương trình podcast do hai cựu cầu thủ NBA điều khiển chương trình, nơi bà nói về các vấn đề bao gồm hợp pháp hóa cần sa, và thậm chí cả bình luận của Tổng thống Donald Trump về bản dạng chủng tộc của bà. Hàng loạt cuộc phỏng vấn là một phần của chiến lược nhằm nói chuyện trực tiếp với các khối cử tri bỏ phiếu rất cần thiết, nhưng họ vẫn chưa có quyết định để bỏ phiếu, bao gồm các cử tri da đen và gốc Tây Ban Nha. Trong khi đảng Dân Chủ cho biết, họ rất vui khi thấy bà Harris trong các chuyến lưu diễn truyền thông chớp nhoáng, đồng thời họ cũng chỉ trích thông điệp của bà về các vấn đề chính bao gồm kinh tế và nhập cư. Trong cuộc phỏng vấn 60 Minutes, một chiến lược gia của Đảng Dân chủ đã ca ngợi những bình luận của bà về việc sở hữu và bắn súng, điều mà họ cho rằng sẽ hấp dẫn những người ôn hòa đã chán Tổng thống Donald Trump. Nhưng đồng thời, những bình luận của bà Harris phần lớn không có sức thuyết phục. Chiến lược gia này cho biết, bà ấy vẫn đang điều chỉnh thông điệp của mình sau 28 ngày nữa. Và tôi xin lỗi, chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thực hiện trao hàng của chiến dịch, chúng tôi vẫn chưa điều chỉnh thông điệp. Chiến lược gia này cho biết một cố vấn của đảng dân chủ lo ngại rằng mặc dù chiến dịch của bà Harris đang làm mọi điều đúng đắn về gây quỹ, hoạt động thực địa và thậm chí là phương tiện truyền thông có trả phí, nhưng điều đó có thể không đủ đối với bà Harris. Chúng tôi đều biết điều này sẽ rất khó khăn, chuyên gia tư vấn nói. Nó sẽ đi đến hồi kết, không ai biết điều này sẽ kết thúc như thế nào. Đó gần như là phần đáng sợ nhất. Chỉ trong vòng cuối tuần qua, bà Harris đã tự tin để sòng sáo hơn trong mặt trận truyền thông nơi mà bà tin tưởng cánh truyền thông thiên tả sẽ giúp cho bà nổi trội hơn, thu nhập được nhiều phiếu bầu hơn từ những cử tri độc lập. Hay còn do dự, nhưng hầu như mỗi lần bà xuất hiện trên bất cứ chương trình nào, dưới dạng nào và sự hỗ trợ của khối truyền thông thiên tả dàn dựng cho bà như thế nào đi nữa, thì cũng không đem lại thành quả nổi bật nào cho bà. Vì cho đến bây giờ, bà cũng chưa có một chính sách nào, lập luận nào có thể đánh bại được Tổng thống Trump. Với nỗ lực phi thường của Tổng thống Trump qua những buổi hội luận tại các sảnh đường thành phố, phỏng vấn trên các kênh truyền hình và thu hút được một lượng người tham dự các buổi vận động hoành tráng trên khắp mọi miền đất nước đã khiến cho đảng Dân Chủ hoảng loạn với sự yếu đuối bất tài của bà Harris. Dù cho bà đã có lượng người ủng hộ của ông Biden để lại, nhưng sự bất tài, cách nói chuyện kém duyên không thu hút được người Nga làm cho khối cử tri của ông Biden để lại cũng cạn dần. Cho đến giờ phút này, không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Donald Trump đang ở vị thế tốt nhất để khẳng định sự chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Hãy ủng hộ và cầu nguyện cho tổng thống Trump, rõ ràng liên danh Harris và Walsh sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp mà đất nước đang cần trong 4 năm tới, nhưng tổng thống Trump với tài lãnh đạo và tầm nhìn của ông, chắc chắn ông sẽ làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại trong 4 năm sắp tới.